Steven Universe cũng như bao cậu bé khác. Bạn ấy thích xem TV và ăn khoai tây chiên. Nhưng bạn ấy lại là một chiến binh đá quý với sức mạnh siêu nhiên, với nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi kẻ xấu. Ta hãy cùng nhau tập luyện nào. Steven sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trong những tập phim mới nhất, với những cuộc phiêu lưu ly kỳ hơn, thú vị hơn và kỳ diệu hơn bao giờ hết. Hãy đón xem những tập phim mới nhất của Steven Universe vào những buổi chiều sảng khoái, phát sóng lúc 6:30 tối hàng ngày trên kênh Cartoon Network.